Thưa quý vị và các bạn, 7 tháng năm 2021, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2020. Để có được kết quả đó, công tác tuyên truyền và xử lý vi phạm luật giao thông đã được các cơ quan chức năng triển khai rất có hiệu quả, qua đó nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông cho người dân. Năm 2021, Quảng Ninh đặt mục tiêu tiếp tục duy trì 12 năm liên tiếp là địa phương tiêu biểu trên toàn quốc có số vụ tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Chính vì vậy, dù ở trong giai đoạn phải căng mình phòng chống dịch COVID-19, nhưng Quảng Ninh vẫn không lơ là việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Năm 2021, Quảng Ninh đặt mục tiêu tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí, nên ngay từ đầu năm đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó nhấn mạnh vai trò của công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông kết hợp với việc xử lý vi phạm giao thông. Bằng cách làm đó, tai nạn giao thông 7 tháng năm 2021 của Quảng Ninh đã giảm cả 3 tiêu chí và được Ủy ban An toàn Giao thông đánh giá cao. Công tác tuyên truyền đa dạng và bằng nhiều hình thức cụ thể từ sân khấu hóa mang các nội dung khẩu hiệu về chấp hành luật giao thông đã được mọi cơ quan chức năng thực hiện. Qua đó góp phần rất lớn đến việc làm thay đổi nhận thức của người dân trong quá trình điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường. Từ đó hình thành nên văn hóa giao thông ở mỗi người dân. Nhờ công tác tuyên truyền tốt nên những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã cơ bản không còn xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giúp cho người dân mỗi khi lưu thông trên đường cảm thấy an toàn. Một trong những cách tuyên truyền mà Quảng Ninh đang phát huy một cách rất có hiệu quả, đó là nâng cao vai trò của đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu và lực lượng công an cấp xã ở các địa phương. Chính vì vậy, những hình ảnh quen thuộc như thế này đã diễn ra từ nhiều năm nay ở các khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, qua đó góp phần vào việc kéo giảm tai nạn giao thông của từng địa phương. Chúng tôi đã triển khai ở toàn khu phố về cái tuyên truyền giao thông, thì chúng tôi đã triệu tập một cuộc họp với các trưởng đồng ngành đoàn thể và ban công tác mặt trận và các tổ trưởng dân, đã triển khai người dân tuyên truyền toàn bộ cho nhân dân về cái cho các cháu là đi trên đường phải đảm bảo là đi đúng làn đường, và đi xe máy là phải có bằng lái xe và không kèm ba kèm bốn và đội mũ bảo hiểm. Trong thời gian tới kiên quyết coi là không cho nhân dân bán ở trên vỉa hè làm sạch thì mới có chỗ cho nhân dân đi bộ để đảm bảo an toàn. Công tác tuyên truyền được triển khai đến từng ngõ, từng nhà dân đã giúp cho luật giao thông được ăn sâu, bén rễ đến từng hộ dân khu phố. Từ đó xây dựng nên những khu dân cư văn hóa giao thông, giúp cho công tác đảm bảo an toàn giao thông được khép kín, tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường, người dân vi phạm luật giao thông đã cơ bản chấm dứt. Việc tuyên truyền tỉ mỉ, hướng dẫn người dân thực hiện các quy tắc về an toàn giao thông, đội mũ bảo hiểm đúng cách hoặc lái xe an toàn luôn được đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, khu phố thực hiện đều đặn theo chuyên đề từng tuần. Từ đó, việc tuyên truyền luật giao thông đã trở thành phong trào thi đua, tạo hình ảnh đẹp. Và qua công tác tuyên truyền thì cái ý thức tham gia giao thông của bà con đã được thể hiện rõ nét trong cái việc là chấp hành việc không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Cái việc đội mũ bảo hiểm thì đã có chuyển biến, tất cả đều đội mũ khi tham gia giao thông trên các tuyến đường. Còn ngoài ra là cái việc ý thức chấp hành cái công tác về trật tự đô thị thì cái này thì hàng tuần thì các ủy ban phường cũng đều chỉ đạo và cùng phối hợp với công an phường trong công tác đảm bảo trật tự đô thị, tránh không để nhân dân lấn chiếm lòng đường vỉa hè. Cái việc đi lại của nhân dân trên địa bàn là rất dễ dàng và không gây ra tình trạng lộn xộn khi tham gia giao thông trên các tuyến quốc lộ, đặc biệt là tuyến quốc lộ 10 là có lưu lượng xe cộ đi lại rất đông. Cùng với các lực lượng chức năng, đoàn thanh niên cũng đóng góp tích cực vào công tác đảm bảo an toàn trên các địa bàn. Theo đó, ngoài việc hướng dẫn người dân tham gia giao thông an toàn thì các đoàn viên cũng nhắc nhở mọi người thực hiện nghiêm khẩu hiệu 5K của Bộ Y tế, qua đó góp phần vào việc phòng chống dịch COVID-19 thành công. Đây là một trong những buổi đi tuyên truyền luật giao thông của các đoàn viên thanh niên phường Yên Giang, thị xã Quảng Yên.
Công tác tuyên truyền hướng dẫn cho người dân như thế này đã được lực lượng đoàn thanh niên triển khai nhiều năm rồi. Qua công tác tuyên truyền của mình, đoàn thanh niên phường Yên Giang đã góp phần rất lớn vào việc nâng cao ý thức chấp hành các quy tắc an toàn khi tham gia giao thông cho người dân, đồng thời giúp thị xã Quảng Yên giảm sâu cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông. Trong thời gian tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 và hướng dẫn người dân đeo khẩu trang và hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone, bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền đến người dân về việc chấp hành luật lệ an toàn giao thông, ví dụ như là đội mũ bảo hiểm đúng cách và tham gia giao thông an toàn. Thị xã Đông Triều là một trong những địa phương thực hiện công tác tuyên truyền kết hợp với xử lý vi phạm luật giao thông đối với người tham gia giao thông rất hiệu quả. Chính vì vậy, 7 tháng năm 2021, mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông của địa phương phải phân bổ cho công tác phòng chống dịch, nhưng việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn vẫn duy trì tốt, nên tai nạn giao thông của Đông Triều giảm cả 3 tiêu chí. Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông trên đường thì xử lý nghiêm với cái việc mà không đội mũ bảo hiểm hay là sử dụng những cái mũ bảo hiểm không đạt chất lượng khi tham gia giao thông ra ngoài đường. Bên cạnh đó, đội cảnh sát giao thông cũng tuyên truyền, hướng dẫn giải thích cho nhân dân hiểu được cái việc tác hại sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chất lượng. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng nhắc nhở và tuyên truyền các cái cháu học sinh, sinh viên tham gia giao thông ra ngoài đường thì phải đảm bảo việc chấp hành đội mũ bảo hiểm và đi đúng phần đường, làn đường, đúng tốc độ và không sử dụng rượu bia. Để tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia giao thông an toàn, Đông Triều cũng đã phát huy có hiệu quả vai trò của đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng khu ở cơ sở. Lực lượng công an xã, phường đã phối hợp chặt chẽ với người có uy tín của địa phương để tuyên truyền luật giao thông đến từng hộ dân. Nhờ đó đã kéo giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra những tai nạn đáng tiếc. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều đã tổ chức các đợt ra quân nhắc nhở người dân không lấn chiếm vỉa hè lòng đường, tạo hành lang thông thoáng cho người tham gia giao thông. Đặc biệt, phường Mạo Khê cũng đã được thị xã Đông Triều quan tâm mở rộng nhiều tuyến đường, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác đảm bảo an toàn giao thông. Những tuyến đường rộng, đẹp như thế này không chỉ đem lại cảnh quan đô thị khang trang mà nó còn giúp cho người và phương tiện lưu thông an toàn, từ đó kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn phường Mạo Khê. Thì cái công tác quản lý kiến trúc đô thị, quản lý trật tự đô thị và xây dựng đô thị văn minh trên cơ sở tập trung cho cái hệ thống chiếu sáng, môi trường đô thị, cảnh quan thì cũng được chúng tôi từng bước quan tâm. Hiện nay thì trên địa bàn phường Mậu Khê, công tác quản lý trật tự đô thị cũng đã từng bước đi vào nền nếp trên cơ sở tăng cường cái công tác quản lý nhà nước của phường, rồi cái sự tham gia của công an phường, bảo vệ dân phố, trật tự viên. Và cái điểm quan trọng nhất là cái ý thức chấp hành của người dân trên địa bàn đã có cái chuyển biến tích cực, và đó cũng là một trong những cái yếu tố quan trọng để góp phần đảm bảo cái trật tự đô thị trên địa bàn phường. Công tác tuyên truyền luật giao thông đến với người dân, chủ doanh nghiệp kinh doanh các loại hình dịch vụ cũng được nhiều địa phương ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh triển khai sâu sát, qua đó nâng cao sự hiểu biết cho người dân trong quá trình tham gia giao thông trên đường. Thác Bạc Sủi nằm tại xã Yên Than là một trong những địa điểm du lịch đẹp của huyện Tiên Yên. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại đây, chính quyền địa phương luôn tổ chức các buổi tuyên truyền hướng dẫn người dân tham gia giao thông an toàn. Những buổi kiểm tra của lực lượng chức năng như thế này đã cơ bản đem đến cho các hộ kinh doanh tại đây nhận thức được việc chủ động nhắc nhở du khách không sử dụng các chất có cồn khi tham gia giao thông hoặc đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô. Bên cạnh việc tuyên truyền cho người dân chấp hành quy định về an toàn khi lưu thông trên đường, thì lực lượng công an cũng nhắc nhở các hộ kinh doanh tại Thác Bạc Sủi nghiêm túc thực hiện quy định về phòng chống dịch COVID-19, trang bị đầy đủ nước sát khuẩn theo quy định của Bộ Y tế. Mỗi khi du khách đến đây thì tôi đều nhắc nhở rất kỹ về cái tình hình là đeo khẩu trang, cũng như là đội mũ bảo hiểm và cũng không uống bia rượu khi tham gia giao thông. Nói thật với các anh thì ở đến đây thì các du khách cũng đều sử dụng bia rượu hết rồi. Cho nên ở đây thì chúng tôi cũng có cái dịch vụ taxi. Đấy, có nghĩa là khi mà tôi thấy là các vị khách mà sử dụng quá nồng độ cồn các thứ là chúng tôi khuyên can
và cũng nhắc nhở, bởi vì thực tế là các anh em công an viên của thôn ấy, cũng thường xuyên bám sát cơ sở. Các anh em ở đây thì cũng cùng với lại các hộ kinh doanh chúng tôi thường xuyên nhắc nhở những cái du khách khi mà đến để tham quan du lịch ở đây. Cho nên là cái tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở đây là nói chung là bà con đều rất là ý thức rất là cao, và cái du khách ở đây cũng như thế. Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông cho người dân, thì công tác xử phạt hành vi vi phạm cũng được triển khai đồng bộ. Qua công tác xử phạt của lực lượng chức năng, nhiều hành vi vi phạm luật giao thông của người tham gia giao thông đã cơ bản chấm dứt. Quốc lộ 279, một trong những đoạn đường có mật độ phương tiện tham gia giao thông đông và đặc biệt là có rất nhiều xe có trọng tải lớn, siêu trưởng, siêu trọng chở hàng hóa đi qua đây. Chính vì vậy, công tác đảm bảo an toàn giao thông tại đây được đội cảnh sát giao thông số 2, phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt quan tâm điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc cũng như tai nạn đáng tiếc. Ngoài việc lập chốt, trạm kiểm soát phương tiện và xử lý các hành vi vi phạm luật giao thông của lái xe, các cán bộ cảnh sát giao thông cũng tuyên truyền, nhắc nhở người dân đặc biệt chú ý đến công tác an toàn và không lơ là các biện pháp phòng chống dịch. Một trong những dấu ấn nổi bật đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của Quảng Ninh 7 tháng năm 2021 đó là kiểm soát chặt chẽ phương tiện ra vào ở bến xe. Theo đó, công tác đảm bảo an toàn đã được lực lượng chức năng kiểm tra thường xuyên, tránh tình trạng dừng đỗ phương tiện không đúng nơi quy định. Lực lượng thanh tra giao thông cũng thường xuyên kiểm tra các công trình, biển báo hiệu giao thông trên tuyến đường quốc lộ và tỉnh lộ, đề xuất các giải pháp kịp thời xóa bỏ điểm đen mất an toàn giao thông. Bên cạnh đó, chủ động tuyên truyền, hướng dẫn các lái xe, người dân tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm biện pháp phòng chống dịch, không để lây lan trong cộng đồng. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến, đội thanh tra giao thông chuyên ngành số 4 thực hiện đúng theo các chuyên đề đã về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong quá trình đảm bảo giao thông, đội thường xuyên nhắc nhở các chủ xe và phụ xe cũng như hành khách phải thực hiện đúng theo quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19. Trên xe phải trang bị nước sát khuẩn, khẩu trang y tế để đảm bảo vệ sinh an toàn phòng chống dịch. Để tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong giai đoạn cấp bách phòng chống dịch COVID-19, Quảng Ninh đã có nhiều cách làm hiệu quả, trong đó có việc kết hợp giữa tuyên truyền với xử phạt vi phạm luật giao thông. Từ sự vào cuộc thực hiện tuyên truyền những quy định an toàn cho người dân ngay tại nhà của các địa phương, không chỉ giúp cho người dân giảm thiểu tai nạn khi lưu thông, mà còn xây dựng nên những khu dân cư văn hóa giao thông. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền luật giao thông đối với người vi phạm ngay tại chỗ cũng là một cách làm mang lại hiệu quả cao. Thông qua tuyên truyền trực tiếp của lực lượng thực thi công vụ, người dân có thể nhận thấy hành vi vi phạm của mình. Người dân có thể nhận thấy hành vi vi phạm của mình cùng đồng thuận góp sức thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.